Bất động sản miền quê xin kính chào quý cô chú quý anh chị. Quý nhà đầu tư trong nước và ngoài nước ạ. À. Dạ em nay em đang ứng ở là xã Phú Điền, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai quý anh chị ơi. À em hôm nay em đi quay lô đất có tổng diện tích là gần 500 mét vuông quý anh chị ha. Gần 500 mét à, vuông. đất thì tọa lạc ở xã Phú Điền, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai thì đất thuộc khu dân cư quý anh chị ha khu dân cư uh, khu dân cư uh, uh, sang sát luôn quý anh chị ha đèn đường nông thôn sớm hết ha nói chung là khu này thì người ta xây nhà vườn đồ nghỉ dưỡng nhiều lắm quý anh chị thì uh, lô đất này em quay cho quý anh chị xem thì có tổng diện tích là là 400 uh, 400 480 mét vuông anh chị ha gần 500 mét vuông á thì yeah, nửa sau đất quý anh chị ha đại khái đi thì ranh giới từ cột này là quý anh chị qua bên vi đây là 24 m 8 24m8 ha 24m8 24m, 8, 24m, 8, 24m, 8, 24m 8, nhưng là gần 25m đó nhưng mà chủ nhà chỉ tính cho mình là 24m thôi ha chỉ tính 24m thôi cho chẳng thì à, chiều dài của đất này á có một cạnh của nó là nó hơi một cạnh của bên đây á thì là sâu vô này thanh tay quý chị ha thanh giới một cạnh là sâu vô là một bên là 13 17m rồi một bên là 23 m quý anh chị ha. Có đuôi nó hơi bị xéo xéo một xíu. À, đuôi hơi xéo xéo một xíu. Thì trên đất này có tổ có thổ cư là 150 m thổ cư quý anh chị. Là, là hiện tại là đã lên được 150 m thổ cư rồi. Thì nói chung là 150 m thổ cư thì ở dưới quê mình là xây dựng vô tư rồi ha. Đó nó hơi xéo xéo nè quý anh chị. Thì cái cạnh này á cạnh bên đây góc chỗ này đó là 17 m quý anh chị ha. 17 m. Bắt đầu nó 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 chạy ở đây. Nó chạy đây. Ôi cỏ không? Gai quá. Các anh chị thấy không? Nó là xéo xéo ha. Đó, nó tới đây nè. Nó đang thẳng đây nó xéo qua đây. Nó xéo qua đây nó lội lõm vô là tới à, đó, nó giống cái kiểu nó bên đây 23 m. Đó nó xéo xéo vậy ha. Nói chung là một một, một đó, nó xéo xéo quý anh chị. À, nó xéo xéo vậy nè gà anh chết đây. Nó xéo xéo đây nè. Thì là một cạnh là 23 23 m. Một cạnh là 17 m quý anh chị ha. Có đôi nó xéo. Mặt tiền bị ngang thì là 24 mét mấy á, 24 mét 8, mét 8. Nhưng mà chủ đất thì chỉ tính là 24 mét thôi. Thì chủ đất đang kêu bán miếng đất này tính mét ngang quý anh chị ha. Một mét ngang thì chủ đất đang kêu bán với giá là 50 triệu một mét. Thì tương đương tỷ 2 quý anh chị ha đôi hai á đất thì bằng phẳng đó. bằng phẳng luôn nhưng mà có mà Đó. xung quanh thì nhà cửa nhà vườn à, đem ra thì vị trí đất của anh chị ha vị trí đất là từ vị trí đất của mình á đi về quốc lộ 20 là 6 km đi về trung tâm uh, hành chính <laughs> chợ trường học nhà thờ điện máy xanh thế giới di động quý anh chị ha à, bách thoát xanh gì đó trường học cấp 1 cấp 2 thì bán kính nó chỉ khoảng chừng là một km đổ lại thôi quý anh chị ha một km đổ lại thôi là tới những vị trí cần tới nhà này sẽ đẹp quá ha bên đây nhà cửa sáng sát hết rồi bên đây cũng nhà vườn còn đi về thành phố Hồ Chí Minh á là 110 km quý anh chị ơi. Đường xá thì là bê tông. À, bê tông ha. Mát mẻ. Vườn tược. Nói chung là à, cái nước miếng đất của mình nó kiểu hình vuông nó sau này mình làm nhà vườn nó đẹp quý anh chị. 500 m vuông mà có được 150 mét thổ cư nữa. ở à, lợi thế lắm nha quý anh chị ha. Khu vực này á em thấy vị trí này là làm mềm đó, so với khu vực này nha tại khu vực này á, là một nền đất đó, chị nghe năm mà về 30 đất nền ngang 5 30 là cũng tầm giá trên 400 triệu anh chị ha đến ra là khoảng 80 triệu một mét ngang á. nó so và một cách cắt các nền nhỏ quý anh chị khoảng 80 triệu một mét ngang thì ở đây họ kêu với cái giá là 50 triệu thì nhưng mà còn thương lượng nhẹ quý anh chị ha cái này còn thương lượng nhẹ nha chủ nhà kêu là giá mong muốn bán á là 50 triệu một mét nói chung là bốn mấy bốn mấy triệu á, là tại vì mình tính ra là 24 mét mấy lần mà tính 24 mét thôi thì chủ nhà đang kêu bán với giá 1 tỷ 2 nhưng mà chủ nhà cũng còn thương lượng với quý anh chị ha anh chị nào mà thích đô đất này á thì alo cho em em gửi sổ với anh chị tham khảo rồi quý anh chị muốn thương lượng giá cả đó thì em sẽ em với quý anh chị tới nhà của chủ đất luôn và mình làm việc luôn mình là mình, mình làm việc trực tiếp với giá cả luôn anh chị ha rồi em xin kết thúc clip ở đây rồi kính chúc quý cô chú quý anh chị có ngày làm việc vui vẻ gặp nhiều hạnh phúc và gặp nhiều may mắn ạ à. quý cô chú quý anh chị mà thấy kênh em hay á thì cho em xin lượt đăng ký nha lượt like lượt chia sẻ để em có động lực em đi quay nhiều clip về bất động sản cho quý chị tham khảo quý anh chị nha. Rồi em xin chào.